Chào tất cả các bạn, mình là Uy, nhân viên kinh doanh của Số Liệu 247. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn thông tin cơ bản về sản phẩm thiều vang. Các bạn quan tâm đến các sản phẩm thiều vang, vui lòng comment phía bên dưới sản phẩm mà bạn muốn biết. Chúng tôi sẽ làm các video theo những sản phẩm bạn yêu cầu. Đừng quên đăng ký kênh để nhận được những thông báo video sản phẩm mới nhất. Hôm nay mình xin giới thiệu sản phẩm thiều vang Chile Putifero Grand Reserve Cabernet Sauvignon. Chai rượu này được làm từ giống nho đỏ nổi tiếng Cabernet Sauvignon. Đây là giống nho được coi là vua của các loại giống nho đỏ. Bởi sự thích ứng với các điều kiện thời tiết khác nhau và vẫn giữ được độ đặc trưng của riêng mình. Chai rượu vang Chile này có cấp độ Grand Reserve, có nồng độ cồn 13,5 độ, dung tích 750ml và được sản xuất năm 2016. Nhiệt độ thưởng thức thích hợp là vào khoảng 16-18 độ. Rượu được ngâm trong thùng gỗ sồi Pháp và Mỹ trong vòng 12 tháng, sau đó mới được đem ra thị trường tiêu thụ. Đây là chai rượu vang được coi là đứa con tinh thần của nhà sản xuất Putifero. Chúng ta hãy cùng thử thưởng thức chất lượng của chai rượu này. Qua quan sát thì rượu có màu đỏ tím đậm, ruby. Rượu có hương thơm của phức hợp của các loại trái cây như dưa, dưa lê, táo và pha trộn với hương thơm của dâu rừng. Chai rượu vang Putifero gì dập này thì có hương vị khá là hài hòa, tannin mạnh mẽ và độ axit cân bằng, hương vị trái cây khá là rõ. Dư vị của rượu khá là đậm đà và sâu lắng. Xin cảm ơn Sốt Rượu 247 đã giúp đỡ bố trí địa điểm, tài trợ về các sản phẩm để thực hiện video này. Các bạn quan tâm đến các sản phẩm rượu vang, xin mời qua Sốt Rượu 247 có địa chỉ tại 134 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội để có thể xem tận nơi và mua các sản phẩm rượu vang này. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.